Mời cộng đoàn cùng lắng nghe các bài đọc lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật Hai Phục Sinh, lễ truyền tin, lễ trọng, ca nhập lễ. Khi vào trần gian Đức Kitô nói, Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý ngài. Bài đọc 1 Này đây người trinh nữ sẽ mang thai. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah Khi ấy, Đức Chúa sai ngôn sứ Isaiah nói với vua A khác rằng, Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi một dấu, dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh. Vua A à khác trả lời, tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa. Ông Isaiah bèn nói, nghe đây, hỡi nhà David, các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa. Vì vậy, chính Chúa thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu. Này đây người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel nghĩa là thiên chúa ở cùng chúng ta đáp ca lạy chúa này con đến để thực thi ý ngài chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật nhưng đã mở tay con lễ toàn thiêu và lễ xá tội chúa không đòi trong sách có lời chép về con rằng con thích làm theo thánh ý và ấp ủ luật chúa trong lòng lạy thiên chúa của con đức công chính của ngài Còn loan truyền giữa lòng đại hội lạy chúa ngài từng biết còn đâu có ngậm miệng làm thinh. Đức công chính của ngài, con chẳng giữ riêng lòng mình biết, nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của ngài, chẳng giấu giếm chi cùng đại hội, rằng ngài thành tín và yêu thương. Bài đọc 2 Sách Thánh đã chép về con, lạy Thiên Chúa, con đến để thực thi ý ngài. Bài trích thư gửi tín hữu Hiếp Ri Thưa anh em, máu các con bò, con dê không thể nào xóa được tội lỗi. Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Kitô nói, Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bây giờ con mới thưa, lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý ngài, như sách thánh đã chép về con. Trước hết, Đức Kitô nói, hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dân tiến theo lề luật truyền. Rồi người nói, này con đây, con đến để thực thi ý ngài. Thế là người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. Theo ý đó, chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giêsu Kitô đã hiến dân thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ. Tung hô tin mừng, Hallelujah, Hallelujah, ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, Hallelujah, tin mừng. Này đây bà sẽ thụ thai. Xin hạ một con trai. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói, thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là giê -xu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà gia cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà, vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con thiên chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai, bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng, vì đối với thiên chúa, không có gì là không thể làm được bấy giờ bà Maria nói với sứ thần, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. rồi sứ thần từ biệt ra đi. ca hiệp lễ, Này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai. người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel. hai, bài đọc kinh sách lễ truyền tin. bài đọc một, lời sống về con vua David. trích sách Sử biên niên quyển. khi đã được yên cửa yên nhà. Vua David nói với ngôn sứ Na Thang rằng, này, tôi được ở trong nhà bằng gỗ bá hương, còn hòm bia giao ước của Đức Chúa thì vẫn ở dưới lều. Ông Na Thang thưa với vua David, tất cả những gì ngài ấp ủ trong lòng, xin cứ thực hiện, vì Thiên Chúa ở với ngài. Nhưng, ngày đêm ấy, có lời Thiên Chúa phán với ông Na Thang rằng, hãy đi nói với tôi tớ của ta là David, Đức Chúa phán thế này, không phải ngươi sẽ xây nhà cho ta ở. Thật vậy, từ ngày ta đưa Israel lên cho tới hôm nay, ta không hề ở trong một ngôi nhà, nhưng ta đã ở hết lều này đến lều khác, hết nhà tạm này sang nhà tạm khác. Trong suốt thời gian rầy đây mai đó với toàn thể Israel, hỏi ta có hề nói với một ai trong các thủ lãnh Israel mà ta đã đặt lên chăn dắt dân ta, rằng tại sao các ngươi không xây cho ta một ngôi nhà bằng gỗ bá hương. Bây giờ, ngươi hãy nói với tôi tớ ta là David thế này, đức chúa các đạo binh phán, chính ta đã cất nhắc ngươi, từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người lãnh đạo dân ta là Israel Ngươi đi đâu Ta cũng đã ở với ngươi Mọi thù địch ngươi Ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi Ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi sánh được Với tên tuổi các bậc vĩ nhân trên mặt đất Ta sẽ cho Israel dân ta một nơi ở Ta sẽ định cư chúng Và chúng sẽ ở luôn tại đó Chúng sẽ không còn run sợ Và quân gian ác cũng không còn tiếp tục quấy phá chúng như thở ban đầu Từ thời ta đặt các thủ lãnh cai quản Israel dân ta Ta sẽ bắt mọi thù địch hàng phục ngươi Ta báo cho ngươi biết là Đức Chúa sẽ xây cho ngươi một ngôi nhà, khi ngươi được mãn phần mà về với tổ tiên, ta sẽ cho dòng giống ngươi, tức là một trong số các con ngươi đứng lên kế vị ngươi và ta sẽ củng cố vương quyền của nó. Chính nó sẽ xây nhà cho ta, còn ta sẽ củng cố ngai báu của nó tới muôn đời. Đối với nó, ta sẽ là cha, đối với ta, nó sẽ là con. Ân nghĩa dành cho nó, ta sẽ không rút lại, như ta đã rút lại đối với kẻ tiền nhiệm của ngươi ta sẽ làm cho nó được kiên vững trong nhà ta cũng như trong vương quốc của ta đến muôn đời và đến muôn đời ngài báu của nó sẽ được củng cố. Tất cả các lời ấy và tất cả thị kiến ấy, ông Nathan nhận được làm sao thì đã nói lại với vua David đúng y như vậy. Sướng đáp. Sứ thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến truyền tin cho trinh nữ Maria sau khi trinh nữ đã thành hôn với ông Giuse, thấy ánh sáng, trinh nữ sợ hãi, sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai và sinh con, và con bà sẽ được gọi là con đấng tối cao. Hallelujah! Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Này đây bà sẽ thụ thai và sinh con, và con bà sẽ được gọi là con đấng tối cao. Hallelujah! Bài đọc 2 Bí tích giao hòa của chúng ta Trích thư của Thánh Lê-ô-cả, Giáo Hoàng Đấng uy nghi đã nhận lấy thân phận thấp hèn, đấng quyền năng nhận kiếp người yếu đuối, đấng hằng hữu nhận xác phàm phải chết. Để trả món nợ mà những kẻ mang thân phận làm người như chúng ta mắc phải, bản tính bất khả tổn thương đã phối hợp với bản tính có thể chịu đau khổ. Như thế, vị trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại là con người giê xu vừa có thể chết, lại vừa không thể chết, và đó chính là phương dược cứu chữa chúng ta. Thế nên đấng là Thiên Chúa thật đã mang lấy đầy đủ và nguyên vẹn bản tính của một con người thật mà sinh ra, người vẫn hoàn toàn là thiên chúa đồng thời cũng hoàn toàn là người như chúng ta tôi nói là người như chúng ta theo nghĩa là như những gì đấng tạo hóa đã dựng nên nơi chúng ta từ thuở ban đầu và cũng là những gì người đã nhận lấy để tái tạo vì nơi chúa cứu thế không có dấu vết của những gì mà tên lừa gạt đã đưa vào thế gian và con người bị lừa gạt đã mắc phải cho nên dẫu người chấp nhận chia sẻ thân phận mỏng giòn của phàm nhân chúng ta người vẫn không thông phần vào tội lỗi của chúng ta người đã mặc lấy thân nô lệ mà không nhiễm vết nhơ tội lỗi đã nâng cao nhân tính mà không hạ thấp thần tính đấng tạo hóa và chủ tể muôn loài đã muốn trở nên một người giữa những người có sinh có tử nên đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang và nhờ đó vốn là đấng vô hình người đã hóa nên hữu hình cho chúng ta được thấy nhưng trút bỏ vinh quang như thế là người đã rủ tình thương xót mà hạ cố chứ không phải là người đã bị mất quyền năng vậy đấng trong uy thế của một vị thiên chúa đã làm ra con người cũng chính là đấng nay làm người trong thân phận của một kẻ tôi tớ thế là con thiên chúa đã đi vào hạ giới của chúng ta người từ ngai trời mà xuống nhưng không rời bỏ vinh quang của cha người được sinh ra theo một lối sinh khác để đi vào một thế giới khác nói là vào một thế giới khác vì trong giới thiên chúa người vô hình còn trong giới phàm nhân người hữu hình đấng vô biên đã muốn trở thành hữu hạn đấng vẫn hiện hữu trước thời gian đã bắt đầu hiện diện từ một thời điểm Đấng là chúa tể càng khôn đã mặc lấy thân nô lệ che giấu hết uy quyền vô biên của mình Đấng là thiên chúa không thể chịu đau khổ đã chẳng quản nên người phàm có thể chịu khổ đau và đấng bất tử đã chẳng nề chấp nhận luật tử sinh quả thế đấng thật sự là thiên chúa cũng thật sự là con người và sự phối hợp này không có chi dối trá vì giữa phận hèn phàm nhân và thần tính cao cả vẫn có một quan hệ hổ tương thiên chúa vẫn nguyên vẹn là thiên chúa khi người cúi xuống xót thương cũng vậy con người không mất tư chất của mình khi phẩm vị được nâng lên. Cả hai bản tính cùng hoạt động, nhưng lại thông hiệp với nhau. Đó là một điều đặc biệt, ngôi lời vẫn hoạt động theo bản tính của ngôi lời, còn sát phàm vẫn theo bản tính sát phàm. Một đàn rạng người vinh quang vì phép lạ, một đàn quỵ ngã vì nhục hình. Ngôi lời không mất đi vinh quang ngang hàng với cha thế nào, thì sát phàm của người cũng không rời bỏ bản tính nhân loại của chúng ta như thế phải nhắc đi nhắc lại rằng người chỉ là một hữu thể duy nhất vừa thật sự là con thiên chúa vừa thật sự là con của loài người người là thiên chúa bởi lúc khởi đầu đã có ngôi lời ngôi lời vẫn hướng về thiên chúa và ngôi lời là thiên chúa người là một con người bởi ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta sướng đáp lạy đức trinh nữ maria xin nhậm lời chúa do thiên sứ truyền lại này đây bà sẽ thụ thai và sinh con và con bà sinh hạ vừa là thiên chúa vừa là người lạy mẹ Maria. Chính vì thế, mẹ được ngợi khen là có phúc hơn mọi người phụ nữ. Hallelujah! Mẹ sẽ thụ thai, nhưng vẫn mãi tin tuyền, mẹ sẽ sinh con, nhưng vẫn luôn trinh khiết. Chính vì thế, mẹ được ngợi khen là có phúc hơn mọi người phụ nữ. Hallelujah! 3. Hạnh các thánh 8 tháng 4 Thánh Julie trăm 1751-1816 Sinh ở Cuvilly, nước Pháp, trong một gia đình nông dân trung lưu, ngay từ nhỏ Marie julie Ebiliac đã có lòng đạo hạnh và muốn giúp đỡ người nghèo. Mặc dù những năm nghiên thiếu thật êm đềm và thanh thản, nhưng khi lớn lên Julie đã phải làm việc lao động để giúp đỡ tài chánh cho gia đình. Tuy nhiên, cô vẫn dành thời giờ để dạy giáo lý cho các trẻ em và các nông dân. Khoảng 20 tuổi, sau khi tận mắt chứng kiến cảnh kẻ thù địch muốn giết hại cha mình, cô Julie đã bị chấn động đến độ bất toại và tàn phế. Trong thời gian này, khi chịu lễ hàng ngày, cô luyện tập đời sống tâm linh và dành 4 đến 5 giờ đồng hồ trong sự chiêm niệm. Trong vòng hai thập niên kế đó, dù phải liệt giường nhưng cô vẫn tiếp tục dạy giáo lý, khuyên bảo và thu hút nhiều người đến với cô vì nghe tiếng thánh thiện của cô. Khi cuộc cách mạng Pháp bùng nổ năm 1789, cô Julie Ê dùng nhà mình làm nơi ẩn náu cho các linh mục đang bị lùng bắt. Do đó, chính cô trở thành nạn nhân bị săn đuổi. Với sự giúp đỡ của bạn bè, Cô ẩn trong chiếc xe bò chở rơm trốn đến Vili. Trong một vài năm kế tiếp cô trốn ở Combe nhờ di chuyển từ nhà này sang nhà khác bất kể sự đau đớn về thể xác. Có lần cô đau đớn đến độ mất cả tiếng nói. Nhưng giai đoạn này là thời gian phát triển đời sống tâm linh của Julie. -A. Chính trong thời gian này cô được nhìn thấy Chúa Giê-xu trên đồi can vê mà bao quanh là các phụ nữ mặc áo dòng. Và cô nghe có tiếng nói, đây là những người con tinh thần mà ta trao cho con trong một tổ chức có dấu thập giá. Thời gian trôi qua và Julie e quen biết với một phụ nữ quý tộc, cô François Belinda Boudon là người cùng chia sẻ việc dạy giáo lý với cô. Vào năm 1803, hai người bắt đầu thành lập một tổ chức lấy tên là Hội Dòng Đức Bà Nam Uyên để giáo dục người nghèo cũng như các thiếu nữ công giáo và huấn luyện giáo lý viên. Năm 1804, cô Julie e được bình phục và có thể đi lại bình thường sau 22 năm tàn phế. Vào năm 1805, Julie e và ba người bạn là các nữ tu đầu tiên của hội dòng Đức Bà Nam Uy khấn trọn. Sơ Julie e được bầu làm mẹ bề trên của tu hội trẻ trung này. Mặc dù sơ Julie e luôn luôn chú ý đến nhu cầu của người nghèo và đó vẫn là điều tiên quyết, nhưng sơ nhận thấy những người thuộc giai cấp khác của xã hội cũng cần được học hỏi về giáo lý công giáo. Từ lúc thành lập tu hội các nữ tu của Đức Bà cho đến khi từ trần, Sơ Julie luôn luôn di chuyển để mở các trường học khác nhau ở Pháp và Bỉ để phục vụ người nghèo cũng như giàu. Sau cùng, Sơ Julie và Sơ Phan Xoa di chuyển nhà mẹ đến Nam Uyên, nước Bỉ. Sơ Julie từ trần năm 1816 và được Đức Giáo Hoàng Phaolô 6 phong thánh năm 1969. Còn xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.